Xin chào các bác nhé, vẫn là em đây. Hôm nay có mấy khối pin của mấy cái đồng chí này, đồng chí ở bên Bắc Ninh thì phải. Đấy, đồng chí đấy gửi cho em thì đồng chí đấy có sử dụng một khối pin cũ, đây khối pin cũ đây, và một khối pin mà mới là ba khối này, 1, 2, 3, ba khối này thì bạn ấy mua lại của tháo xe, thế nhưng mà cái này không phải tháo xe, cái pin này đóng lại rồi. Thế nhưng cái pin này thì cái bạn ấy mua chạy được 1 tháng thì nó không hoạt động nữa rồi. Nên mình test dung lượng thì rất là yếu luôn, quan nhìn đấy. Thì mình bảo bạn ấy là có, nếu mà còn giữ lại cái khối pin cũ ấy, khối cũ mà trong vòng khoảng 3-4 tháng mà mới gần đây ấy, thì bạn có thể mang qua đây để mình kiểm tra. Đấy thì mình đang kiểm tra cái khối pin cũ của bạn ấy đây. Đây khối pin cũ của bạn ấy. Hai quả rời, hai quả này là khối pin khác mình mua ở ngoài cho vào. Nhưng kiểm tra khối pin của bạn ấy thì phát hiện ra khối pin của bạn ấy hỏng chỉ có mấy quả thôi, khối pin trước ấy. Nhưng mà không hiểu bạn ấy nghe ai tư vấn thì lại mua một cái khối pin này là 3 mấy triệu đây, khối pin này. Nhưng mà khối pin này lại cũng không dùng được bác nhá. Dùng được đúng 1 tháng là hỏng mất 3 mấy triệu, bây giờ người ta không bảo hành cho. Thì bạn ấy mang ở đây thì mình nói rằng là bạn mang ở đây thì cái chi phí sửa ở đây nó rẻ thôi. Hỏng thay là hỏng xe nào thì mình mua xe đấy mà mình thay cho bạn ấy cái xe pin này thì nó chỉ khoảng hơn 1 triệu một xe pin, 1,5 triệu một xe pin thôi. Đấy, mình công mình đo rồi mình đóng cho bạn ấy hết bao nhiêu xe pin thì mình sẽ mua xe pin đấy ở trong Sài Gòn gửi ra cho bạn ấy. Đấy, bây giờ đang test kiểm tra mọi thứ thì thấy pin của bạn ấy khá ok. Đấy, chỉ cần thay mấy quả là chạy thôi. Đấy, chi phí thì nó rẻ hơn với bạn ấy mua khối này rất là nhiều. Khối này thì rất là kém, không thể dùng được luôn đấy. Mà khối pin này không bằng 1/5 cái dung lượng của pin cũ của bạn ấy. Đấy, khối pin cũ của bạn có những quả mà dung lượng nó rất là lớn đây. Những quả rất ok, bạn ấy hôm trước là bạn ấy định tháo ra để chế lắp vào xe đạp điện hay gì đấy. Nhưng mà mình bảo cũng mang qua đây, mình sẽ đóng ghép lại cho, ví dụ nó hỏng cái nào thì mình sẽ ghép lại cho làm sao tiết kiệm chi phí, giảm chi phí cho bạn ấy nhiều nhất. Cái con xe này RX 400H các bác nhé. Nếu các bác mà có hư pin, hỏng pin thì các bác cứ mang qua đây em kiểm tra, em sửa cho các bác. Đấy, hỏng bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu chứ không phải là thay mất nhiều tiền như các bác mua xe pin mới. Còn các bác mà nhu cầu mà mua xe pin mới thì em cũng mua đặt mua bên kia về cái xe pin mới cho các bác ấy. Đảm bảo là pin mọi thứ là ok. Đấy, pin bên kia thì mua là có bảo hành luôn. Đấy, còn loại pin mình bác bạn ấy mua cái xe pin này thì đóng lại hết, bác nhìn này, tất cả cái lì này lì giá này. Đấy, lì giá này, dán băng dính này. Xe pin đóng lại hết này. Pin không còn sơ ri gì cả. Cái pin này thì không thể dùng được. Cái pin đấy thì mình vứt đi đầy này. Đấy, không nói sai các bác, cả một nhà pin ở trong đấy, những loại pin hỏng của các bác ấy. Đấy, vứt dưới kia rất nhiều. Đấy, vứt tứ lung tung nên pin rất là nhiều, những quả pin hỏng của các bác nhé. Cắt ra để nghịch. Đấy, các bác có nhu cầu mà sử dụng những xe Lexus, xe Camry hoặc là xe Prius, nếu mà pin nó hư hỏng thì có thể qua em. Em sẽ kiểm tra các bác. Đấy, ví dụ hỏng pin thì em sẽ sửa pin. Đấy, em sẽ kiểm tra pin, với pin của bác cũ thì em sẽ tính công kiểm tra pin. Một lần em kiểm tra pin và em sẽ liệt kê những quả nào hỏng cho các bác. Đấy, các bác có thể tự mua về lắp cũng được. Đấy, không có thì các bác có thể là nhờ em mua cho các bác. Đấy, em lắp thì đảm bảo các bác là chạy là ổn định hết. Đấy, dung lượng đạt thì em mới lắp, còn không đạt thì em khuyên các bác không lắp. Thì mấy quả nó đảm bảo. Mình sửa một lần thì mình đi 1-2 năm thoải mái. Còn sửa đi mấy tháng thì rất là vất vả các bác nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh, cũng nhận những video mới nhất về công việc mà em làm đây các bác nhé. Đấy, em đang test dung lượng từng quả một. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video.